Em mang thai được mấy tháng rồi? Dạ hơn 8 tháng hả? Hơn 8 tháng rồi hả? Mấy bé rồi chị? Được 3 bé rồi. Bé này bé thứ 4. Mai phục, mai phục. Hồi đó giờ á, mình thấy nó cũng hiền. Mà tới hồi á, bữa đó cái em biết nó ghen chồng nó, mà nó giận dữ lên quá trời luôn hả? Mà cái con nhỏ đó thì ở nhà trọ, nó nghe ai nói sụt xịt sao, tưởng đâu là chồng nó là quen biết với nhỏ đó, nghe cũng như nghe đồn. Dạ. Mà con nhỏ nó ta vừa đi ra mà tao đón taxi người ta đi mà nó mở cửa taxi vô lôi người ta xuống rồi. Thì có lúc đó mình mới nói trời ơi con dâu á hả, hồi nào giờ mình thấy nó hiền mà ai về đâu cái nết tới hồi nó ghen lên nó cũng dữ quá, cũng mất dữ lắm hả. Mấy Liên nó cũng buồn mấy không, nó cũng sợ nó không có con, cho nên nó là trong lòng nó cũng bực bội lắm này nọ, nó nhiều khi thì nó cũng khóc. Làm mẹ thì mình chỉ biết khuyên thôi chứ mình đâu có biết chừng nào nó có con đâu, mà mình an ủi nó thì mình cũng chỉ nói là thôi từ từ rồi cũng sẽ có con đúng không. Nói chung là thì chỉ có vậy thôi chứ cũng cũng không có gì mà đến nỗi lớn lao. Cái lúc đó cảm xúc của chị như thế nào? Rất là tủi thân, buồn nhiều lắm, không dung xả hết, bỏ em đi tại vì em không đẻ được cho anh, buồn dữ lắm. 4 năm sau mới có con được. Cô có thể giới thiệu về mình? Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Thủy, 56 tuổi, kinh doanh nhà trọ. Dạ. Ở chợ Bún, Bình Dương. Chợ Bún hả? Nghe cũng muốn ăn bún rồi đó. Dạ, còn chị? Em tên là Trần Thị Kim Liên. Dạ. Nay 28 tuổi, làm dâu của mẹ được 10 năm rồi. Wow. 10 năm. Em mang thai được mấy tháng rồi? Dạ hơn 8 tháng hả? Hơn 8 tháng rồi hả? Mấy bé rồi chị? Được 3 bé rồi. Ôi. Bé này bé thứ 4. Mai phục, mai phục. Trời ơi sao mà trẻ đẹp quá vậy? Em làm nghề gì? Tối thì đi dạy võ phụ ông xã. Trời ơi. Còn ban ngày ở nhà thì trông mấy bé với lại kinh doanh tự do thôi à. Dạy võ hả? Đúng. Hèn chi tới 4 đứa khỏe dữ á, 4 đứa. Cô ơi, cô có khuyên là con mình sinh ít không? Mới đầu nó sinh 2 đứa. Dạ. Cái xong cái nó sinh thêm đứa nữa, cái nó mới nói mẹ ơi bây giờ là con mới chỉ có 1.5 đôi à, phải 1 chiếc dép nữa mới được 2 đôi, là phải đẻ đứa nữa mới đủ 4 đứa, là 2 đôi dép. Trời. Vì 2 đôi dép mà sinh 4 đứa. Con ý định gì nữa không? Chưa biết. Trời. Dạ. Vài năm nữa rồi mình tính tiếp. Coi coi. Ôi. Cái này không phải nhà lo mà tôi lo nha. Cái lần đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình đó, cô ấn tượng như thế nào? Hồi lúc đó đó thì cũng đi mua bán này nọ đồ đó thì quen với bà Xui là mẹ của bé Liên á. Dạ. Rồi xong rồi á, chị em thì cũng cảm mến nhau rồi mới mời xuống nhà chơi. Thì lúc đó mẹ bé Liên xuống á, thì có dắt Liên theo. Mà cái ấn tượng đầu tiên á, là bữa đó là mình có nấu cơm để mời hai mẹ con ở lại dùng cơm trưa. Dạ. Thì không biết là gia đình nấu ăn ngon hay sao á, mà bé Liên á, vô nó ăn 5 chén cơm. Ôi. Với lại một cái ấn tượng á, thì khi mà mình gặp bé Liên á, thì mình nhìn ủa con nhỏ này sao nó không phải con mình á, mà sao nó cũng hao hao giống mình. Mà tới chừng á, về sau này á, cứ ra đường mà nói mẹ chồng nàng dâu cái ai cũng nói tưởng con ruột không à. Nói ủa sao con dâu mà sao có nét giống chị dữ ạ. Nói chung là hòa hợp ngay từ lúc đầu đó hả? Từ lúc đầu là thấy hợp rồi. Nhưng ăn 5 chén cơm đó, ăn 5 chén cơm là mình cũng giật mình rồi. Nhưng mà lúc đó thì mình chỉ suy nghĩ là chắc tại gia đình mình nấu ngon quá. Chị có ấn tượng gì với mẹ chồng của mình không ha? Dạ, lần đầu tiên mà em gặp mẹ đó, thấy sao mẹ trẻ quá, tưởng đâu cái người chị ở trong nhà không à. Mẹ sao mà đẹp mà trẻ quá chừng luôn. Dạ. Thấy đồ ăn ngon quá, ăn quá chừng luôn. Khi về nhà mới suy nghĩ lại, trời có khi nào mà thấy mình ăn nhiều quá vậy ghê không. Vì lúc đó chưa có quen con của cô ha, sao chưa quen à. Khi mà xuống thì hai đứa nó gặp nhau thì bắt đầu là nó mới quen nhau. Tức gặp nhau từ 5 chén cơm đó hả? Từ 5 chén cơm. Ông xã giờ nói
Trời ơi, em sao em ăn cơm dữ vậy? Tại cái bữa cơm đó đó. Thì bao lâu thì hai vợ chồng mình mới quen nhau vậy? Dạ, chừng vài tháng sau là hình như là mẹ cưới về nhà mẹ luôn. Hai đứa nó quen nhau á là cho tới lúc hỏi cưới bỏ rượu rồi chỉ có 4 tháng thôi. Lý do tại sao cô cưới nhanh dữ vậy? Thì hai đứa nó hợp nhau. Dạ. Rồi tới lui á thì khi mà nó nói là nó thương nhau á thì mình mới đi coi tuổi thì thầy nói là cưới trong năm luôn. Không có để sang năm, thành ra là mới tiến hành đó là trong vòng chỉ có mấy tháng thôi à. Cưới theo thầy đó ha. Cô thích điều gì con dâu của mình? Đi ra đường á cái ai cũng nói á sao giống hai mẹ con chứ không có giống mẹ chồng với con dâu. Nói sao cái mặt cái nét giống mà có cái điều cũng buồn cười lắm. Cái lúc mà mới cưới về á cái dắt nó đi chợ cái ai cũng nói chứ Khiều lại nói nhỏ nói bà coi chừng con riêng của ổng. Cái mình nghĩ bụng dù con riêng của ổng thí dụ ổng biết đi nữa ổng làm sao không dám cưới cái con trai của ổng. Đúng rồi. Những cái điều gì mà cô không thích con dâu? Không thích nó thì ở cái chỗ là đó nó bù lu bù lo cũng ghen bù lu bù lo quá. Hồi đó giờ á mình thấy nó cũng hiền mà tới hồi á bữa đó cái em biết nó ghen chồng nó mà nó giận dữ lên quá trời luôn ạ. Mà cái con nhỏ đó thì ở nhà trọ nó nghe ai nói sụt xịt sao tưởng đâu là chồng nó là quen biết với nhỏ đó nghe cũng như nghe đồn. Dạ. Mà con nhỏ nó ta vừa đi ra mà tao đón taxi người ta đi mà nó mở cửa taxi vô lôi người ta xuống. Thì lúc đó mình mới nói trời ơi con dâu á hả hồi nào giờ mình thấy nó hiền mà ai về đâu cái nết tới hồi nó ghen lên nó cũng dữ quá. Cũng mất dữ lắm hả? Rồi cô xử lý sao cô? Rồi cái đóng cửa lại cho xe taxi chở người ta đi chứ người ta có làm gì đâu. Nếu con dâu thì giải thích sao với mẹ chồng? Rồi lúc đó thì nó cũng bù lo lên. Khóc bù lo lên rồi ông xã giải thích riết rồi mới nguôi cái cơn giận hết cái cơn ghen xuống. Vậy nhưng mà cũng mới đây cũng vậy nữa. Hai vợ chồng thì đi dạy võ. Mà chồng dạy võ thì gái 17-18 tuổi á. Cái không biết sao cái cũng ghen cũng buồn lu bồ lo lên nữa. Ông thầy võ sư nghỉ hiệp lắm nên học trò mà có khó khăn gì là thầy giúp đỡ hết à. Lâu á cái nó điện thoại qua nói mẹ ơi qua coi anh Tú ảnh vậy này kia nọ thì mình qua thì nói chung mình thấy con dâu nó giận thì mình chỉ la con mình trước. Dạ. Rồi sau đó mình mới la chung hết hai vợ chồng là không có được cãi cọ này nọ đồ. Chị có cái điểm gì mà không thích đó mẹ không? Mẹ quá là thần tượng. Quá thần tượng gì? Chị thích cái điểm gì nhất? Dạ mẹ rất là tài giỏi, thương chồng thương con, quán xuyến hết những cái việc trong nhà vậy. Mẹ rất là chu toàn. Mẹ mà đi du lịch ở đâu mà 10 ngày nửa tháng là ở nhà cha con như là bùng nổ. Cãi qua cãi lại rồi làm việc này cũng không xong, làm việc kia cũng không xong. Nhưng mẹ lo lắng hết đúng không? Dạ. Nhưng có bao giờ em giận mẹ điều gì không? Hình như là không có giận mẹ được. Có à? Có cái gì mà đó giờ chưa có dám nói ra? Ờ, có không? Hình như chắc cũng không có giận quá. Tại vì mẹ đối xử, cư xử đều là hòa đồng hết. Dạ. Chỉ có cái tính con nít của mình nên khi mà mẹ cưới chị dâu á cái tình thương của mình bị san sẻ. Cái mình cảm thấy ôi sao lúc đó mẹ thương con hết rồi bây giờ là mẹ lại thương thêm một người nữa, cái mình cảm thấy buồn nghĩ vậy. Chứ không có buồn mẹ gì. Rồi mẹ có khi nào giận con dâu điều gì không? Thì giận thường là hai vợ chồng nó cãi cọ là giận cái lúc mà mình qua mình la đó không có im là nó cũng giống như là nó cũng cãi cho cái theo cái lý của nó là đúng vậy đó. Như lúc rồi, đó thì cô có giận không? Thì cũng giận chứ phải mình phải dùng cái quyền là mẹ của mình la để cho tụi nó im thì lúc đó là nó bớt bắt đầu nó im. Mà nhiều lần vậy không cô? Cũng thường xuyên là. Trời ơi, nhiều lần nha. Tại vì có mấy đứa nhỏ đó, rồi chỉ là hai vợ chồng là cãi cọ vậy. Mà cãi cỏ điện mình qua cái mình giận có hồi nhiều khi mình qua tại mình biết qua cũng xử mấy đứa nít nữa làm quan tòa. Mà em sợ điều gì nhất ở mẹ chồng của em?
sợ mẹ giận lên, sợ làm những chuyện gì đó sai để cho mẹ buồn, mẹ khóc. Có bao giờ chị làm cho mẹ khóc chưa? Có rồi á. Hôm bữa em có bầu mà giận ông xã quá, cái người mình nó mệt lên á, cái làm cho mẹ khóc. Mẹ nói con mà giận như vậy nữa là mẹ đưa đi bệnh viện đó. Mẹ khóc quá chừng mẹ ôm lại, mẹ nói thôi đừng giận nữa, đừng giận nữa. Hai mẹ con ôm nhau khóc luôn. Cũng tình cảm quá hả? Nói chung là không có gì mâu thuẫn lớn đúng không? Dạ. Với lại thương mẹ là lúc mà đi bệnh viện sanh á, là mình đau cái mẹ cũng đau, mẹ khóc luôn. Dù là mẹ chồng nhưng mà mẹ thương lắm. Lúc mẹ khóc thì em nghĩ sao? Em nghĩ mình phải cố gắng mạnh mẽ. Có bao giờ em tự thấy có lỗi với mẹ chồng mình không? Có lỗi với mẹ những lúc mà hai vợ chồng những chuyện không có gì lớn hết mà để cho mẹ phải buồn phiền, mẹ phải chạy qua chạy lại đi xử hai đứa như hai đứa con nít vậy. Có một người này cũng khó chịu khi mà cái sự việc xảy ra giữa mẹ chồng và con dâu đấy. Dạ. Ha? Bây giờ mình xem cái người này nói cái gì nha. Mẹ dặn con dâu nhất là chuyện trước khi có con, vợ mình còn trẻ, không có con, thành ra bực bội trong lòng, hay cãi nhau, giận dỗi, đập phá đồ, thì mẹ không thích điều đó. Nhưng mà bản tính của vợ mình lúc đó còn trẻ lắm, chưa có hiểu được cái điều đó. Lúc đó thì mình cũng khá là đau đầu giữa việc mẹ chồng với con dâu. Tức là câu chuyện ở đây là đã có mâu thuẫn xảy ra, nhưng trong lúc mâu thuẫn đó thì mẹ chồng hay nàng dâu ai sẽ nhường ai? Nói chung là lúc đó đó thì bé Liên nó cũng buồn, phải không? Nó cũng sợ nó không có con, cho nên đó là trong lòng nó cũng bực bội lắm này nọ. Nó nhiều khi thì nó cũng khóc. Làm mẹ thì mình chỉ biết khuyên thôi, chứ mình đâu có biết chừng nào nó có con đâu mà mình an ủi nó. Thì mình cũng chỉ nói là thôi từ từ rồi cũng sẽ có con, phải không? Nói chung là thì chỉ có vậy thôi, chứ cũng không có gì mà đến nỗi lớn lao. Cái lúc đó cảm xúc của chị như thế nào? Rất là tủi thân, buồn nhiều lắm. Nói với ông xã bỏ em đi, tại vì em không đẻ được cho anh. Buồn dữ lắm, 4 năm sau mới có con được. Nhưng lúc đó sao mình cũng chia sẻ thẳng với mẹ chồng luôn? Thì ba mẹ cũng thương, cũng đi bệnh viện này, cũng đi bác sĩ kia, cũng trị cho. Nhưng mà mình thấy mình không có con được cho ba mẹ, buồn dữ lắm. Con cái là cái trời cho. Cái duyên mà. Là cái duyên dạ. Trời cho này. Sau 4 năm đó, giờ được 4 đứa cũng được. Cái này người ta gọi là đẻ buồn à. Gấp đôi rồi chú. Rồi, hôm nay thì cũng có những cái mâu thuẫn nho nhỏ như thế mà nhiều năm qua mình cũng giấu kín ha. Hôm nay có cái dịp chia sẻ ra thì mong tất cả mọi thứ nó nhẹ nhàng hết. Em cũng đừng có xúc động về những cái điều đó nữa, bởi vì đang mang em bé mà nha. Dạ. Đừng xúc động, cố gắng mình giữ sức khỏe thật tốt ha. Có mẹ chồng thế này thì quá tuyệt vời rồi. Cũng đừng có ghen nữa quá, bởi vì anh nghĩ rằng chồng em 4 đứa con thì nội mà lo cho con đầu tắt mặt tối thì không có thời gian bằng ăn gì đâu. Đừng có lo ha. Chúng ta sẽ xem người trong cuộc mong muốn cái điều gì. Con gửi lời đến mẹ là vợ con thì hướng ngoại nhiều, thành ra không nhiều cái việc bút nút. Mẹ cũng biết điều đó thì mẹ cũng thông cảm cho vợ con. Gửi đến vợ yêu dấu của anh, anh cũng mong em là cố gắng học vài ba món ăn, để mỗi khi mà nhà có tiệc thì em cũng có ra nấu ăn cho mọi người biết. Em cũng giỏi gì bếp núc chứ. Cuối cùng thì con muốn gửi lời đến cho mẹ và vợ, đề nghị là mỗi khi ra đường là hai người cố gắng để ý tới con nhiều hơn. Tại vì hai người đi chung mà cứ giống như mẹ con ruột, còn con là con ghẻ, hoặc là bức xúc. Phải nói là rất là tuyệt vời khi mà chàng trai nói được con tưởng đâu con ghẻ là hay lắm rồi đó. Hôm nay thì nhân dịp này thì mình có muốn nói điều gì với mẹ mình hay không? Tụi con yêu mẹ rất nhiều, mong cho mẹ luôn là giữ gìn sức khỏe thật tốt để ở với chúng con. Mẹ có đi chơi xa thì đi ít thôi.
Đi nhiều quá, nhà cha con quán xuyến công việc không hết. Cô có mong muốn thay đổi ở con dâu mình điều gì nữa không? Thì như mình nói lúc đầu á, nó không có biết làm đồ ăn gì hết á. Nhưng mà sau thì ở riêng thì mình qua thì mình thấy nó cũng có làm đồ ăn cho chồng nó. Thì cái điều mình mong mỏi là nó giỏi giang hơn. Chứ còn chuyện ở ngoài xã hội là nó giỏi lắm. À, cảm ơn cô với lại em đã tham gia chương trình. Những cái mong muốn nãy giờ thì hai người đã nói rồi. Thì trước mặt mẹ chồng em hứa điều gì đi, mẹ muốn thay đổi điều đó đó. Con hứa với mẹ là con sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn, không nhõng nhẽo nữa. Có gì là con sẽ chia sẻ với mẹ hết. Con sẽ cố gắng nấu được vài món ăn cho chồng con, lo cho cháu của mẹ, nấu vài món ăn cho mẹ. Nếu mà vậy thì con dâu nó hứa vậy thì quá tốt rồi. Quá tốt ha. Thôi mình cũng chỉ mong mỏi nhiều đó. Với lại hai vợ chồng nó được hạnh phúc mà đừng có ghen nhiều quá mệt mẹ chồng. Đó, hứa nha. Dạ. Ít ghen lại chút xíu nha. Chúc cho cô thật nhiều sức khỏe, chúc gia đình hạnh phúc nha. Cảm ơn chú Nguyễn Linh với cô Lê Lộc. Dạ, cảm ơn cô. Đây là món quà mà chương trình gửi tặng. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn chị. Dễ thương quá. Rồi, xin chào cô, chào em. Dạ, chào cô. Ngồi. Chào chị. Xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Xin chào Quyền Linh và Lê Lộc. Dạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Phạm Thị Sinh, ở huyện Cà Rông Nô, tỉnh Đắk Nông. Cà Rông Nô. Đắk Nông. Dạ, Đắk Nông. Cách thành phố Hồ Chí Minh xa lắm à? Xa lắm. Dạ. Nhưng lý do tại sao từ xa mà cô đăng ký tham gia chương trình này? Tôi rất thích coi cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ. Mà thích nhất là chú Quyền Linh mà dẫn làm MC á. À, rất dạ. là thích, hâm mộ chú Quyền Linh dữ lắm. Cái cô con gái út ấy, cô mới xem cái chương trình, cô mới biết cái chương trình là Mẹ Chồng Nàng Dâu này. Cái cô mới nói với con dâu là chị đăng ký đi, là chương trình này vui lắm mà có chú Quyền Linh dẫn chương trình nữa, đăng ký đi hai mẹ con đi. Cái con dâu mà con đăng ký mẹ đi luôn hãy chơi luôn. Dễ thương quá. Cô dâu rủ con, mẹ đăng ký. Xin hả? Giới thiệu với quý vị, đây là con dâu em. Dạ, em xin chào hai MC, toàn thể khán giả ở dưới. Em xin giới thiệu, em tên là Đỗ Thị Nhung. Em năm nay 27 tuổi, hiện đang làm giáo viên và hiện tại đang ở và công tác tại tỉnh Đắk Nông. Và em làm dâu của mẹ sinh năm nay là 3 năm rồi. Ở nhà mình có em bé chưa chị? Dạ, em có một cháu năm nay 6 tháng. Xin hỏi cô là cái lần đầu tiên á mà cô gặp con dâu tương lai nha, thì cô suy nghĩ thế nào và cảm nhận thế nào về con dâu? Lần đầu tiên mà gặp con dâu thì chưa gặp đâu. Cái thằng con trai á, là cái tính hắn á, là hắn đi mà hắn quen cô nào á, là nó về nó nói mẹ liền. Nó quen nhiều cô lắm. Đến khi cái cô này á, là nó bảo mẹ ơi con bỏ cô kia rồi, chờ con quen cô này. Cô này là cô nào? Cái cô trên huyện á. Nhà bảo bữa nào dắt về đây mẹ xem thì nhá. Thế con nó bảo dạ. Nhưng mà con nói trước mẹ nha, cô này là cô ngoại kinh lắm. Hồi xưa cô học cấp 3, cô xông vào lớp, cô đánh con họ luôn ấy. Trời đất ơi. Cô dữ lắm. Kệ kệ, con cứ dắt về đây mẹ xem. Biết đâu ở trong đám cỏ dại là có bông hoa đẹp. Cứ dắt về đây mẹ xem. Hay quá nhỉ. Cái xong một ngày là con trai mới dắt về. Dắt về thì thấy cô này bé quá, vừa nhỏ người, nhỏ mà lại thấp nữa. Bé lắm chứ không phải như bây giờ đâu. Vô nhà thì thấy cũng ấn tượng, là cái gì nhanh nhẹn, nhanh miệng này, nhanh tay, việc gì cũng làm được. Rửa chén, quét nhà hay là bất kể làm việc gì cũng làm được, nhưng miệng mồm thì nhanh, cứ hỏi cô thế này kia. Em thấy mẹ chồng như thế nào? Hồi mà em quen thì em cũng không có tìm hiểu nhiều về mẹ chồng. Xong em về thì em thấy mẹ em hồi đó cũng thân thiện lắm. Em về nhà là cháu mới tới chơi hả, uống nước này, cháu ăn này, cháu mình ví dụ mình ngại mình không ăn thì ăn đi, ăn ấn vào tay nữa đó. Nhưng có sợ không? Có sợ mẹ chồng không? Không, em không sợ. Chuẩn bị đám hỏi á thì mấy người mới nói chứ, trời ơi mày nghĩ gì mày về mày làm dâu bà đó rồi, bà ghê lắm này kia. Xong em nói chứ đâu có ghê gì đâu. Kệ chứ, mình quen con bả về, mình ở với con bả, ở chi với bả đâu mà sợ. Cái làm dâu xong đến khi về mấy người hỏi chứ cảm giác mày sao,
bình thường có gì đâu. Thì về em mới biết là mẹ em không có như người ta nói. Có khi nào hai mẹ con mâu thuẫn với nhau không? Mâu thuẫn thì chưa có khi nào mâu thuẫn. Chưa bao giờ. Ví dụ như con dâu mà đẻ nằm trong phòng á, là mẹ gọi con trai lên là nói với con trai là từ nay sắp tới vợ con có bầu rồi nè, quần áo của vợ con, cái gì của vợ con là con phải giặt hết. Con phải giặt cho vợ con nó mới có cái tình nghĩa vợ chồng. Chứ còn mẹ là mẹ giặt cho nó vô tư. Bữa nay sắp tới là con không được làm cái gì hết. Con cứ nhà cũng không quét, cứ nằm đó. Coi như mẹ chồng lo hết con dâu. Mẹ chồng lo hết. Nhưng mà hỏi thiệt nha, nếu lo từ ly tí gì luôn hả? Lo hết luôn. Rồi cái ngày mà đám cưới xong rồi đêm tân hôn có lo luôn không? Có. Có luôn hả? Sao chị lo? Lo dùng gì nữa? Em đi ra em đánh răng rồi để vô phòng ngủ. Này này, mẹ nói này, mẹ chia đứa mẹ đưa cho hai đứa anh hỏi cái này làm gì mẹ, thì cứ mau mà thì có biết gì đâu. Ủa? Ý là mẹ em đưa cho em hai cái làm gì đâu, cũng biết làm cái chi nữa. Ủa gì kì vậy? Đám cưới con chưa hẳn, đám cưới là sắm sửa con hết, mua cho một cái khăn tắm kìa. Mẹ chưa hồi nào mẹ dùng cái khăn tắm đó, nhưng mà mẹ mua cho con dâu cái khăn tắm đó, đẹp nhất, mềm mại nhất. Cái câu chuyện này thấy được rằng là bà mẹ chồng rất là tỉ mỉ, lo đến cái chuyện đêm tân hôn luôn. Tổng phòng con đưa hai khăn vô. Sáng hôm sau á, sáng hôm sau ngủ dậy chứ. Cho mẹ mượn lại hai khăn đúng không? Không phải. Sáng hôm sau ngủ dậy. Này này, hỏi dạ gì á mẹ? Thế tối hôm qua làm gì không? Thế đã động phòng chứ. Thế đứng ngay đó lắc đầu. Mẹ chồng nói con dâu, con chưa động phòng mẹ động luôn rồi. Những cái năm tháng ở chung nhau 3 năm đó thì mẹ chồng có thấy con dâu có tật xấu gì không mà mình không thích đâu? Con dâu có mỗi cái tật xấu là không biết nấu ăn. Không biết nấu luôn. Không biết nấu ăn. Mới lại rửa chén á. Ôi cái hôm mới về làm dâu á là bắt đầu bà con về hết rồi, buổi chiều hôm đó là bắt đầu con dâu ra rửa chén. Rửa chén thì có cái bồn rửa chén nó đứng ngang người này này. Con dâu rửa chúng cái tô nó to mà nó bằng sành nữa. Không biết rửa kiểu gì, vừa rửa cái bắn từ đây từ trên cái bồn rửa chén bay xuống chén nó luôn. Bể hết luôn. Cái mẹ không dám nói chi, mẹ lại sợ là con sợ, mẹ sợ là con sợ mới về làm dâu mà lại làm bể chén này nọ, mẹ không dám nói vào. Ôi chết rồi, con làm nào thế, tuột tay hả con, thôi lỡ rồi bể rồi thôi. Cái vô tối cái thằng con trai nó bảo đấy chứ, cô không muốn rửa chén rửa bát thì cô nói với tôi tiếng, cô mới về làm dâu mà cô làm gì dữ vậy. Nhưng mà cô này có cái tính là nấu ăn là rất là dở. Bụng à, mẹ chồng thì đã nấu dở rồi mà con dâu còn nấu dở hơn. Nhưng hỏi thiệt cô nha, cô có thể cho chia sẻ lý do tại sao mình thương con dâu đến mức như hơn con ruột của mình luôn vậy? Thương con dâu là lý do là mình cứ nghĩ mình cũng là con gái này, mình cũng lấy chồng, mình cũng làm dâu. Nhưng hồi xưa gặp bà mẹ chồng khó tính quá, thì bây giờ mình nghĩ con dâu nó cũng giống mình thôi. Nếu mà mình thương hắn này thì hắn thương mình. Còn mình nếu mình không thương hắn đâu, thương mình đâu. Thôi mình cứ thương hắn như con ruột mình. Nhiều khi thương hắn hơn con ruột đấy. Con gái nữa phần bì nữa bảo đấy chứ, mẹ là không công bằng. Con gái út ngồi đó. Gái út ngồi đó. Gái út ngồi luôn hả? Gái út ngồi đi hết. Con gái út rồi mẹ không công bằng. Tôi lại bảo đấy chứ thì họ bảo là con gái là con người ta mà con dâu mới chính thức mẹ cha mua về. Con dâu mới là con của mẹ, còn con mai mốt con đi lấy chồng con nhà họ rồi. Họ thích họ cho con về thăm mẹ mà không thích thôi. Nên mẹ phải thương con dâu mẹ. À, vì lý do đó hả? Lý do đó. Nhưng mà đây cũng là để đứt lại cho con gái của mình á. Sau này con gái mình đi lấy chồng biết đâu gặp mẹ chồng cũng dễ như mình. Đúng không? Cái này là cũng lo cho con đó con. Em có thấy anh cảm giác hạnh phúc mà khi gặp được mẹ chồng thế này không? Dạ có. Nói chung là em hài lòng lắm. Em thương mẹ em lắm. Mẹ em làm nhiều mà làm cũng vì con vì cái á. Xong rồi hồi mà em mới về làm dâu, cái mẹ em kể là ngày xưa mẹ học đến lớp 2 thôi, mẹ không có biết chữ. Nhưng mà mẹ em giỏi, em thấy mẹ em giỏi nhiều cái lắm. Bây giờ hiện tại là nhà em là làm nông nghiệp á, làm rẫy, làm đồ đó. Nhưng mà mẹ em vẫn tham gia các công tác ở ngoài nữa. Rồi mẹ em đi bán thêm bảo hiểm nhân thọ của mình á, mẹ em giỏi lắm. Một cái sự ngưỡng mộ của con dâu mình khi nói đến mẹ chồng, con dâu rơi nước mắt luôn ha. Thật sự là đây là một trong những cái tình cảm mẹ chồng con dâu mà Quỳ Linh cũng ngưỡng mộ đấy. Bây giờ mình thấy rằng hai người cũng quá thuận hòa với nhau ha, không có gì mâu thuẫn. Mà thậm chí hai người yêu nhau như là hơn mày con ruột luôn. Hơn luôn á. Mình khai thác hoài không ai mâu thuẫn hết trơn á. Coi người thứ ba có khai thác được không nha. Để xem người thứ ba nói như thế nào. Cuộc sống vợ chồng em thì cũng khá là hạnh phúc. Sau 3 năm chung sống với
bố mẹ em thì giữa mẹ và vợ em cũng không có xảy ra một cái vấn đề gì khúc mắc với nhau, cho dù là nhỏ. Mẹ em thì rất là thương con dâu, và ngược lại thì vợ em cũng vậy, cũng rất là thương mẹ em. Trong cuộc sống thì đôi khi cũng xảy ra hai vợ chồng cũng có tí mâu thuẫn, thì cứ mỗi lần mà em và vợ em lời qua tiếng lại thì mẹ em thấy như vậy là mẹ em vào mẹ em chửi em thôi. Không cần biết ai đúng ai sai vậy, cứ thấy hai vợ chồng nói qua nói lại cái là mẹ em chửi em. Thì có nhiều lúc em cũng hỏi là mẹ sao mà cứ mỗi lần mẹ thấy vợ chồng con cãi nhau thì mẹ lại chửi con. Mẹ đâu có biết ai đúng ai sai đâu mà mẹ đã chửi con, rồi mẹ phải tìm hiểu vấn đề xem là ai đúng ai sai, chứ đâu có phải lúc nào con cũng sai mà lúc nào vợ con cũng đúng đâu. Thì mẹ em mới bảo là con á, là người đàn ông, là một người chồng, người cha, thì cho dù vợ con có đúng hay là không đúng đi chăng nữa thì con cũng phải ăn nói nhẹ nhàng với vợ con. Con muốn vợ con sống tốt với con, đối xử với con đàng hoàng á, thì con phải sống tốt với vợ con trước và đối xử tốt với vợ con trước đã. Cô, con thấy rất là hay luôn á. Con nghĩ là cô đã trải qua một quá trình làm dâu có thể nói là khó khăn phải không cô? Nên là đó cũng là lý do mà cô binh con dâu của mình hiện tại phải không cô? Mấy nay con dâu nó đâu có cái gì sai đâu, mình làm biết cái hết là con dâu lại kể với mẹ. Vậy thì cô mong muốn điều gì con dâu của mình? Qua chương trình này thì cũng mong muốn con dâu là học hỏi thêm các cái món ăn á. Con dâu, con có thấy mẹ chồng cần thay đổi cái gì cho nó hoàn thiện hơn không? Dạ, cháu muốn là thông qua chương trình này cũng gửi lời cảm ơn tới chương trình đã tạo điều kiện cho hai mẹ con bay từ Đắk Nông để vô trong đây. Và muốn mong muốn một điều nữa là mẹ bớt làm nữa một chút, mẹ dành thời gian chăm cháu. Mẹ, tại mẹ em tham việc lắm, mẹ em không chịu nghỉ đâu. Chúng ta xem người thứ ba trong cuộc mong muốn thay đổi như thế nào. Em mong sao là vợ em thì nấu ăn ngon thêm một chút xíu nữa, tại vì hiện tại thì vợ em nấu ăn cũng không được ngon cho lắm. Công việc của em thì cũng đòi hỏi sức lực nhiều, nên là đi làm về cũng mong có một bữa cơm ngon lành để ăn, nhưng mà nhiều khi hiện tại bây giờ thì không được ngon lắm, nên là em mong vợ em sẽ học hỏi tìm ra những món ăn ngon để nấu cho chồng cho con. Còn về tình cảm giữa mẹ và vợ em nữa thì em cũng mong là bây giờ vợ chồng em ra ở riêng rồi, nhưng mà em vẫn cứ mong tình cảm của mẹ và vợ em thì sẽ mãi mãi bền chặt được như bây giờ. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, thông qua chương trình này thì tôi cũng có lời cảm ơn với ông bà Suy Gia. Dạ. Thế mà cho tôi một cô con dâu nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, tôi rất là cảm ơn ông bà Suy Gia. Anh nghĩ rằng em cũng nên thay đổi đi. Con hứa là sau này con sẽ cố gắng học nấu ăn ngon. Con mong là sau này có những gì con sai sót đó thì mẹ có thể bỏ qua tất cả cho con. Con mong là ba mẹ bớt làm đi. Mẹ cũng hứa với con đi, mẹ bớt làm đi. Mẹ mẹ hứa với con là bữa nay mẹ ăn rồi mẹ đi chơi miết xong rồi để con dâu nuôi vậy. Rồi ha mẹ, con ôm nhau nào. Dễ thương quá. Anh thấy rằng là đây là một cặp mẹ chồng nàng dâu hết sức là hạnh phúc, và mong rằng cái hạnh phúc này nó sẽ bền vững mãi mãi. Đây là món quà kỷ niệm của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, xin gửi tặng gia đình để chúng ta nhớ ngày này ha, chúng ta tham gia chương trình. Xin cảm ơn chương trình, cảm ơn Quỳnh Linh. Chúc cô chú thật nhiều sức khỏe hạnh phúc, chúc gia đình êm ấm hạnh phúc mãi mãi nha.